cho nên cái honor nó cao hơn. Thí dụ mình gặp ông tổng thống, ông xuống bắt tay mình, ông xuống Phước Lộc Thọ rồi ông đi vòng rồi mình ngồi đang uống cà phê với mấy ông già HO. Ông đi lại bắt tay một ông HO của mình 80 tuổi đi chẳng hạn vậy. Thì ông tổng thống Bill Clinton này là George Bush lại bắt tay. Thì là ông bắt tay thì là mình có nhiều khi ông bắt mà ông không nói gì hết, ông bắt cười vậy thôi. Thì mình không đi bắt không, thì mình phải đáp lại câu, rồi mình nói sao? It's my honor. Yeah. It's my honor. To shake your hand đó, hay là to bắt tay ông được. Chỉ cần nói it's my honor là đủ rồi. Yeah. Còn nếu mà nói it's my pleasure thì nó hơi thấp một chút. It's my pleasure, ông ấy. Em bắt tay tôi, anh không có vinh dự, anh mới khoái thôi chứ chưa vinh dự phải không? My pleasure. Còn nói I'm glad to know you. Thì cái đó thì cũng yếu quá. Chứ ông chỉ là glad thôi. Yeah. Rồi năm 2000 tôi đi về với Tổng thống Bill Clinton Việt Nam. Yeah. Thì tôi dịp được bắt tay ông lần đầu tiên. Ở tại Việt Nam với bên này tôi được bắt. Yeah. Thì ông gọi tôi là Reverend. Yeah. Ông biết. Tôi mục sư. Yeah. Thì tôi bắt tay lại, thôi. It's my honor. Yeah. Mình hành cho tôi, thế thôi là đủ rồi, thấy không? Ông kêu mình bằng cái chức của mình, Reverend, bắt tay. Tôi nói, it's my honor. Yeah. Mấy khi được mời đi, yeah, đi chung nha. Yeah. Ok. Mình chỉ honor trong cái câu số 8 mà học chữ honor. Also teaches us to honor, cũng dạy cho chúng tôi hiếu kính cha mẹ. Đạo Chúa là một trong cái thập giới là dạy chúng sinh là phải hiếu kính cha mẹ, tổ tiên, ông bà. Cho nên đừng có nói đạo Chúa là cái đạo theo Chúa mà bỏ ông bà. Không có. Đó là người ta nói sai. Là phải hiếu kính ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Đó là một trong thập giới. Hồi xưa mấy ông cố đạo qua thì thấy mà bàn thờ của mình gì mà đủ thứ thần linh hết, thì ông cố đạo rồi dẹp hết ấy. Thành ra từ đó nó thành cái là tôi nói rằng là đi đạo Chúa bỏ ông bà, rất là dẹp bàn thờ đó. Yeah. Bây giờ thì hết rồi, cái đó trở lại rồi. Qua câu số 10. Nowadays, để học vừa với tôi đọc đi. Nowadays. Có nghĩa là gì? Ngày nay, bây giờ, thời bây giờ, lúc này đó, nowadays. Không nói now a month được, không nói now a week được, không nói now a minute được, mà không nói now an hour được, chỉ có nowadays thôi. Nowadays tức là ngày nay, thời bây giờ, thời buổi này. Nowadays, thuộc lòng nói không? Nowadays, yeah. Especially là đặc biệt in America, ở Mỹ. Yeah. Ngày nay đặc biệt ở nước Mỹ. Children no longer, số 11, children no longer, trẻ con không còn. Học với chữ, vòng hai chữ lại, no longer. Vòng lại, vòng hai chữ đó lại một chữ học, yeah. Cũng như chữ nowadays cũng vòng lại, hay là gạch dưới một cạnh này. No longer là không còn, long là dài đó, mà no longer là không còn. Respect là kính trọng, their parents là ba má chúng nó nữa. Ngày nay, đặc biệt ở Mỹ, trẻ con không còn kính trọng ba má chúng nó nữa. Thành ra hai cái câu này chúng ta học hai chữ, nowadays và chữ no longer. Bây giờ nói là tôi hết ở với bà rồi. Nói sao? I am no longer with her, with my wife, với bà xã. Yeah. I am no longer with my wife. Tôi không còn ở với bà vợ tôi nữa. I'm no longer.
Tôi không còn yêu anh nữa. I love you no more. Mà cũng có thể nói I no longer love you. No longer love you. Anh không còn thương em nữa. I no longer love you. Anh còn đi học Anh Văn không? I no longer learn, go to class, go to English class. I no longer go. Yeah. Còn nếu mà dùng động từ to be thì I am. Bây giờ tôi hết làm triệu phú rồi. I am no longer a millionaire. Tôi lúc này hết giàu rồi. Thấy sao? I am no longer rich. Tôi lúc này hết nghèo rồi. Lãnh tiền già rồi. I am no longer poor. Tội nghiệp. Có mấy bác tôi quen nó chưa tới 65. Thành nó cứ trông tới 65. Trông tới 65 cái khỏe cho thôi. Chưa hết lúc này em được lãnh lương rồi. Làm giờ có lương đều đặn lắm, tháng nào cũng có lương. Hỏi tiền gì là hãng nào vậy? Hãng ông Bush, hãng ông Bush. Tháng nào cũng có lương. Tôi nói vậy thôi. Giờ là anh triệu phú rồi. Sao triệu phú có 800 tháng mà sao triệu phú? Đúng không? Anh 4.000 đó, 4.000 đô đó. Sao 4.000 được? Tôi tính ra ngồi 4.000 tiền. 4.000 tiền. 800 tiền mặt, 500 tiền bảo hiểm y tế, không trả nhưng mà cái cạc đó, như 500 bảo hiểm, cộng sơn ngàn mấy mà. Rồi thêm tiền housing cũng được khoảng 300. Hơn rồi đấy không? Thêm đứa con là 500. Chứ là nó không có con độc thân đâu. Tính độc thân. Cho 2.000 thấy không? Nó là gì mới 2.000 chứ sao mà một sư nói 4.000. 4.000 chứ tại sao? Tại 2.000 đó là không có đi làm. Sáng dậy mấy giờ cũng được. Đi Las Vegas chơi nào, đi Việt Nam chơi nào, có ngủ gì nào. Thành ra cái đó là phải tính thành gấp đôi. Thành ra 4.000. Đi làm, mà đi làm á, muốn lãnh 2.000 thì phải lãnh 3.000. Trừ thuế xong rồi mới đem về 2.000. Thật ra là lương 3.000 nhân đôi thành 6.000 rồi. Để bác còn giàu hơn tôi nữa. Ok, cho nên là tôi hết nghèo rồi. I am no longer poor. Tôi cái gì cho tôi vài ví dụ đó, cái gì mà cái no longer đi, nói tiếng Anh luôn. Tôi lúc này thêm cái chữ nowadays rất lúc này. Nowadays I am no longer sad. Yeah. Working, yeah. Nowadays I'm no longer working. Tôi hết đi làm rồi. Bây giờ lúc này đó là không còn đạo lý gì nữa, thấy không? Nowadays, there is no more ethics, is no longer exist, yeah, không còn tồn tại nữa, đạo lý suy đồi đại khái gì đó. Chữ đề nó có s, nowadays mà chữ đề có s. Có, nowadays. Mà lại có s. Cũng kỳ vậy, nhưng mà ai về là tôi điểm tra dùm thôi. Tôi nhớ nó là past nowadays. Tức là những ngày đó. Những ngày, một cái thời. Những ngày đó, chứ không phải chỉ một cái ngày đó. Những cái thời này.